Chúng ta quên mất đi rằng là cái khách hàng mục tiêu của chúng ta đôi khi là họ vào xem nhưng nội dung của chúng ta chưa hay thì họ bỏ đi. Nội dung chúng ta chỉ cần hay rồi, giữ chân được họ rồi. Chúng ta hãy tập trung vào nội dung, tập trung vào bản thân mình. Thì sau một thời gian, một kênh, hai kênh chưa thành công, ba kênh chắc chắn là thành công. Thì bất cứ một cái lĩnh vực nào chúng ta cũng phải cần một người thầy. Và về lĩnh vực online này, Bảo vẫn có những người thầy đứng sau mình để hỗ trợ cho mình. Để đi nhanh hơn thì mình có thể là gì? Đồng hành cùng các người thầy của mình. Có thể là sách này, có thể là video này, có thể là người thầy bằng da bằng thịt họ đã thành công.